Các bạn, giải phóng mặt bằng chưa bao giờ là việc làm dễ, tuy nhiên nó cũng không quá khó nếu như các địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình và những quy định của pháp luật về đất đai ngay từ đầu, đồng thời tích cực tuyên truyền và có những biện pháp chế tài hợp lý phù hợp với từng điều kiện cụ thể, giúp cho người dân thấy rõ được lợi ích to lớn lâu dài, giúp cho công tác giải phóng mặt bằng trở nên đơn giản hơn. Thực tế ở một số địa phương trong phóng sự sau đây là một minh chứng. Chỉ trong thời gian 6 tháng đầu năm 2021, kể từ khi bắt đầu triển khai, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công 3 dự án cải tạo nâng cấp và làm mới 3 tuyến đường, bao gồm 2 tuyến đường huyện nằm trên diện tích đất canh tác và 1 tuyến đường trục xã nâng cấp mở rộng. Với tổng diện tích đất thu hồi là gần 50.000 m2 của 79 hộ, ông Chu Thế Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Long cho biết, sở dĩ có được kết quả trên là nhờ có sự vào cuộc tích cực, bài bản, nghiêm túc của cả hệ thống chính trị ngay từ đầu, thống nhất cách làm hợp lý và điểm quan trọng nhất phải tạo được niềm tin tuyệt đối với nhân dân. Trước khi giải phóng mặt bằng, Đảng ủy, Ủy ban Nhân xã đã họp là triển khai tới các ban ngành đoàn thể và các đơn vị thôn. Và các đơn vị thôn họp tiến hành ban quân dân chính và các cái hộ dân để nhằm mục đích là nâng cao nhận thức của người dân và người dân hiểu được lợi ích chung của Đảng và Nhà nước. Trong đó là có lợi ích riêng. Một số thôn thì đã huy động tiền ủng hộ là các cái hộ là đã mất nhiều diện tích. Đối với những hộ di chuyển mùa mả thì Đảng ủy Ủy ban đề nghị đơn vị thi công là sẽ ứng tiền để cho các hộ là di chuyển trong cái mùa khô. Trong quá trình triển khai, nếu gặp phải những khó khăn do người dân chưa hiểu, chưa thực sự đồng thuận, chính quyền xã, thôn và các đoàn thể, tổ chức, thành lập đoàn đến tận hộ gia đình gặp gỡ riêng để tuyên truyền, giải thích, không chỉ một mà nhiều lần cho đến khi người dân đồng thuận. Nhờ đó nên trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, địa phương đã không còn gặp phải khó khăn nào. Làm con đường này thứ nhất là ít nước nợ nhà. Chúng tôi thấy rằng là làm trước hết là phục vụ cho chúng tôi và nhân dân chúng tôi đi lại rất phấn khởi. Nhưng sau nó cũng là về công tác xã hội, được mở mang đường xá phong quang sạch đẹp. Lúc đầu thì báo cáo các bạn cũng có vấn đề là băn khoăn gọi là chưa thông. Nhưng về sau mặt trận tổ quốc thế rồi địa phương vận động thì được là đã hiểu ra vấn đề, về sau là ủng hộ. Không những ủng hộ mà lại còn hiến đất. Tương tự như vậy, từ đầu năm đến nay, xã Trung Hòa cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đã bàn giao cho 3 dự án đầu tư trên địa bàn là dự án Viglacera, dự án Hòa Phát và khu nhà ở Anh Khoa với tổng diện tích trên 50 ha của gần 300 hộ dân. Tất cả đến nay đều đã rất đồng thuận với dự án. Đáng nói là trong số đó, có nhiều hộ đã thực hiện chuyển đổi được nhiều năm và đang trong giai đoạn thu hoạch. Dù vậy, nhưng khi được thông báo giải phóng mặt bằng, nhường đất cho dự án, dù rất nuối tiếc nhưng vẫn rất vui vẻ chấp hành. Bắt đầu được thu nhập được 2 năm, nhưng mà công dân của Việt Nam thì mình phải theo quy định của nhà nước thôi. Thì cái vấn đề thì sót thì nói chung là ai cũng sót rồi, thế nhưng tất cả là vào cái mục tiêu chung để phát triển đất nước. Mình phải chấp nhận thì có những cái mình mất mát thì mình lại được những cái sau này cho đến thế hệ sau phát triển mạnh hơn. Tôi sẵn sàng để hy sinh những cái nhỏ để mà phát triển cho cái đời con cháu những cái nó lớn hơn. Đây là kết quả của sự nỗ lực vào cuộc tích cực của địa phương ngay từ khi có thông báo. Ngoài việc tổ chức họp dân, làm công tác tư tưởng, giải thích về lợi ích thiết thực khi có công nghiệp vào đầu tư, địa phương này còn giao cho đảng viên, cán bộ đoàn thể tuyên truyền mọi lúc mọi nơi theo từng nhóm dân cư. Cùng với đó, công khai minh bạch mọi quyền lợi của người dân được hưởng, đồng thời làm cầu nối, yêu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động địa phương sau khi vào hoạt động. Đặc biệt là quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất cũng như hồ sơ, giấy tờ, tuyệt đối không để xảy ra đơn thư. Chúng tôi cương quyết là nghiêm cấm bà con nhân dân chuyển đổi tự phát ở cái khu đất mà nằm trong dự án mà đã được chính phủ phê duyệt. Không những thế mà hàng năm thì tôi vẫn cứ triển khai đến các thôn mà có đất nằm trong khu dự án để cho bà con nắm mắt được cái và chấp hành các chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Cũng như thế mà cái công tác giải phóng mặt bằng của khu công nghiệp Yên Mỹ này tôi thấy cũng rất thuận lợi.
Huyện Văn Giang vài năm gần đây là địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng nhiều nhất tỉnh với hàng nghìn hecta đất cho các dự án đô thị như dự án đô thị Dream City, dự án đô thị mới Văn Giang, đô thị Bách Giang, đang thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đô thị Đại An và đô thị Xuân Cầu. Dù diện tích thu hồi lớn, nhưng địa phương này đã áp dụng hiệu quả nhiều biện pháp thiết thực như công khai số đất thu hồi và số tiền bồi thường hỗ trợ của từng hộ, định hướng đưa ra lời giải cho bài toán giải quyết việc làm cho người dân sau khi thu hồi đất. Người dân không có vấn đề gì vì người ta đã chuẩn bị sẵn cái thứ nhất là người ta sẽ có vốn trên cái thu hồi đất. Sau đó người ta dùng cái vốn đấy, người ta quay sang cái nghề mới và kinh doanh dịch vụ mới và đi học nghề. Khi các dự án được triển khai trên địa bàn thôn thì đại đa số nhân dân và các hộ gia đình có diện tích được thu hồi là hoàn toàn vui vẻ nhất trí. Gia đình tôi thì cơ bản chúng tôi đồng tình nhất trí thôi, chúng tôi không có vướng mắc. Ông Chu Quốc Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang, người đã trực tiếp chỉ đạo công tác này cho biết. Quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của người dân, đưa lợi ích của đất nước, của tập thể lên trên, đồng thời để mỗi người dân coi đây là trách nhiệm của mình với sự phát triển chung của đất nước. Bên cạnh đó, lấy hiệu quả thiết thực từ những dự án trước đó làm đòn bẩy. Như vậy, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trở nên đơn giản hơn. Xác định giải phóng mặt bằng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Trong thời gian qua, khi tiếp nhận các dự án đầu tư trên địa bàn, thì huyện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với phương châm là cấp ủy lãnh đạo, chính quyền chủ động tổ chức triển khai thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của dự án để tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân, đặc biệt là với các hộ có đất bị thu hồi. Thứ ba là trong tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng trình tự quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các cam kết khi bắt đầu triển khai thực hiện, sau khi đã được bàn giao đất, như đảm bảo vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn, cũng như là giải quyết việc làm cho các người có đất bị thu hồi. Thực tế trên đây cho thấy mỗi địa phương có cách làm riêng phù hợp với thực tế của mình. Nhưng điểm mấu chốt vẫn phải có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, sự minh bạch của cơ quan thực thi và thực hiện đúng cam kết của các dự án với địa phương sau khi nhận bàn giao đất. Đó sẽ là chìa khóa mở những nút thắt trong giải phóng mặt bằng.